Hello anh em, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhận NFT nè, đến từ Z Game nè. Em làm trên Glim. Đó, nhiệm vụ nè. Đầu tiên anh em follow nè. Follow thêm kênh nè. Tắt cái đã. Follow. Đó, coi lâu giờ nó mới hiện ra. Đó, vô vào Telegram. Anh em khỏi cần vô cũng được. Vô vào Discord nè. Nó lắc cái ta. Anh em vô một query nè, anh em nhấn. Ủa cái này mình nhớ mình vô mà. Việt Nam. Anh em nhấn con tin là được. Vô thêm kênh nữa. Mệt dữ vậy. Anh em vô, anh em nhấn con tin. Submit địa chỉ với bếp 20. Ôi chết, bị dính bản quyền chết. Video đến đây là kết thúc, hẹn gặp anh em. Chưa từ. Hình như nó còn một nhiệm vụ nữa. Like vô like và đi tích gì tát hai like và đi tích tát qua bài tát ba người bạn cái nào đâu ra rồi chắc cái này nè like đi tích tát ba bạn bè vô. Đây. Đó mình lưu ở trong cái nóc dán vô cho nhanh đó. Video đến đây là kết thúc, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.